Kéo đi mở ra lại có ngọc kìa. Đứng xa xa trước để em quay thật. Nghiêng cái chậu ra chút. Đấy. Anh mò nhạy thế nhỉ? Anh mò nhạy thế. Dám vào phát bắt được luôn à? Ở đây có câu được cá không nhỉ? Em có cái cần câu máy mà đi câu thì khắp vùng mà không câu được chỗ nào. Câu mang cần câu đi khắp vùng mà câu cá chả thấy chỗ nào nó cắn cả. Lâu đây không có người bắt sẵn. Ấy này con trai nữa này. Ôm mà trai mập nhỉ. Trai nữa bỏ chai vào cái chậu đi. Từ chờ em cũng xuống sông luôn. Lạnh thế. Ừ,
hình như có con trai đây đúng không? Hay sao? Ui, nắm trai lắm. Ui, nhiều trai lắm. Em đi qua phải dẫm vào mấy con. May là chỗ này lông còn vắt cái máy quay đi theo được. Vào đây lâu có thời gian hút bụi rồi sau bây giờ nó lại lâu rồi, lúc mấy bụi này lỡ này. Đây là anh quay phim quan tâm nhất được lòng này. Xuống sông quay phim. Biết thế này đi sớm cho nước có ấm. Con đấy. Đây là đi về cẩn thận chút mà nó mấy con trai này sắc lắm. Chưa bắt được thêm một cá nào nhỉ? Ở đây không có thấy có hến nhỉ? Hến á? Hến cái gì ở dưới đây này? Như nó bị chỗ này sâu quá. Vừa mới tới đây. Ôi con này xanh đẹp chưa? Ông anh nhanh kim rồi. Đẹp bị vãn luôn. Đấy. Đấy, một con trai này, hai cái sắt này. Đủ thể loại kích cỡ luôn. Con nào mà già đời ấy nữa, vừa ra là có ngọc ấy. Đi được gọi là được 2 phút đồng hồ và đã được hơn bữa rồi, 2 bữa. 2 bữa chai đấy. Có cá không chú? Vâng, hồi lâu không xuống rồi, và đấy hôm nay xuống sẵn thật luôn. Nhận nhiều. Vừa xuống dăm dăm mấy cái thì ăn được một bữa. TT. À, cái cảm giác là TT nó thấy sướng sướng. Trời lạnh lạnh TT tí nữa. Ôi, trai đẹp này. Đấy lại quân nữa. Nhiều lắm, em đi qua dẫm hơn phải mấy con mà. Có cái là nếu mà mới xuống thì nó dính nước ngay. Như vừa có con cá nó nhảy qua hai vậy. Đi lúc mà ngắm có cá giúp một chân.
Ôi, xin đừng ngã. Đoạn này nó có cái ống cá nó đào. Đây là của hai chân dẫm hai người chân. Cái con đấy thì chắc nó là cái vùng mà nó giàu dinh dưỡng. Ui vậy.
đấy sâu hay sao mà phải lặn. Ở đây là lướt sâu kìa. Thế thì vẫn đi được. Nó qua cổ thì mới cái gì ngại thôi. Thank you.
Đây con này anh Hoàn đây. Chỗ dưới chân trái dòng. Đây con nữa anh ngoài. Ô bên chân phải nhá. Đây chân này chân. Đây có phải. Này này chai đấy cũ. Đây. Con tiến hóa thế vậy này. Chai nhiều thế này nó mang ra chợ bán bớt chứ thì ăn thì quái nào được hết. Đây này làm 4-5 con này chắc đủ cho cả nhà ăn mỗi bữa rồi. Này nước sạch thế mà không có ốc tiêu ta sống nhỉ? Cho lẽ dễ sừng người lắm. Dễ thật. Nó sừng to này thì nó phải cỡ sừng trâu, sừng bò. Sừng trâu, sừng bò có cái đoạn trên kia trước anh còn cái đoạn sừng đùi dài sau này cắm này. Giờ đây anh đi tắm thì tắm thì tắm vào cái sừng đó. Là vì cái chân này anh cắm này. Dẫm qua cái đoạn xương đùi mới lại xương mới lại cái đoạn xương đó lồng ngực. Đấy chỗ này. Chỗ này á.
Ừ. Nhưng mà khi sinh to như thế thì chắc là xương trâu xương bò rồi. Cái xương đùi trâu đùi bò nó mới xương to. Chưa ai mỏ được sắc. Quái ở chỗ này lại mỏ được sắc. Thế thì xương cũng tan hết rồi. Tối đi uống không? Còn đột mấy hôm nhập áo về thì bán được phết. Nó phải bán được khoảng 80 bộ rồi. Và toàn là cái áo rẻ tiền nhưng mà nãy nó cũng không được nhiều. Gọi là có đẹp châu vật. Mình lại lo tận dụng cái chỗ đường ship hàng nhà em thì tiện nó không tương thì có người đi ship hộ thì thoáng em hoặc là mấy em tiện đường chở hàng đi thì đi ship hộ nó luôn. Cái áo luôn là đăng trên kênh TikTok. TikTok của em 700k sub đấy. Cái đấy thì nó lên sub nhanh lắm. Đăng mấy cái phun vào đây. Anh cứ xong nữa nữa quay em ơi, đăng lên xong chơi chết nữa nhỉ. Có cái bài quê tôi của Thì Chi rồi đấy. Anh biết cái mấy cái video của ông gì mà chỉ là làm nhiên quay lên không? Là làm ở trên chiếu xong là quay có một cái mặt lên đấy. Cái mặt không cảm xúc lên. Xong là cứ ghép nhạc vào mà hàng mấy triệu view mỗi video. Nó kênh nước ngoài. Không, Việt Nam. Kiểu kiểu các bạn nó trái ngược với lại cái lẽ thường rồi. Tức là một cái video nó không có màu sắc gì cả. Nó dị. Thực ra thì con gái thì làm cái kênh đấy nó quá đơn giản, chỉ cần và tính nhan sắc là được. Như hôm nó đứng ngay nó bỏ anh đứng quay cho nó cái video nó làm trên biến bánh. Hôm nào nó làm cái video quay chảo thì trên biến bánh nữa. Đấy, em bảo anh bỏ cái này người ta sẽ trước khi quay người ta đã phân các phân đoạn để cắt rồi. Đây nó cứ cắt liên tục nên là nó mất cái khán giả. Lúc chuẩn bị đấy là một khâu này, xong rồi chế biến là một khâu cho vào bánh vào lò một khâu rồi. Bắc làm một khâu rồi, ra phân biệt chỗ ăn đi. Còn đâu mình quay không cảnh khác, cắt cứ làm được đúng không? Hai nhầm, sụp cái thận với hai rồi đi. Rồi, nhà Bắc đi rồi. Đây đi lại, rồi gần rơi điện thoại đấy nhỉ. Đấy, thôi. Mua cái khung giá đỡ điện thoại thì có 50 hay là 100 nghìn một cái. Cái này cái gì đây anh? Cái này là cái rau ngót ạ. Cứ tưởng người ta trồng kiểu mấy dạng cây thuốc. Ổi ở đây là ổi gác hay là cái ổi to? Nếu mà mẹ em cứ suốt ngày đi mua cái ổi to phải ăn chặt chặt chặt. Nhạt. Nó giòn mà nó ngọt.
lại dám vào. Chỗ này nó có cái điểm dừng không? Cái sông này. Tức là cái điểm mà nó không còn thông được đi đâu đấy. Thường đi câu cá thì đi câu ở những cái chỗ đấy. Cái chỗ lúc nước chảy này chưa chắc đã câu được cá. Đợt này mấy hôm nay em mua cái cá cho mèo cũng chỉ có cá diếc, nhưng mà cái cá rô thì không có, toàn thì bán cá diếc thôi. Đấy, cá sống cá diếc thì nó đắt hơn là cá rô. Thường thì mua cái cá rô thì nó tầm 10.000 cân rồi, cá diếc thì có thể lên đến 20.000 cân. Cái nhỉ, sắp đầy chỗ tới nơi rồi. Đi là đúng là đi mà từ 1 giờ chiều ra từ đây rồi. Hôm nào đi quay sớm sụp tí cho cái màu sắc video nó đẹp. Ở đây chính là đây là mát. Cho màu video nó sáng sủa. Không kêu cái này về em phải chỉnh lên màu. Phần mềm. Còn cái flash đấy là phải mua thêm cái phụ kiện riêng ngoài chứ thường là máy quay nó không có cái đấy. Cái đấy là cái phụ kiện gắn ngoài. Nhưng mà cái đèn đấy nó cũng yếu xỉu. Thường nếu mà muốn sáng ấy, nó chơi hẳn và vác hẳn cái đèn thật to ra. Đấy, là cái bọn quay phim chuyên nghiệp ấy là nó luôn bao giờ nó cũng vác cả một cái đèn to như thế. Một dàn đèn luôn. Xong là nó có một cái tấm gọi là cái tấm phản lại ánh sáng, cái phản chiếu ánh sáng ấy. Lúc mà anh xem mấy đứa quay phim thì bao giờ nó cũng có lại cái tấm bằng bạc ấy, bạc để nó phản chiếu ánh sáng, nó hất lại vào mặt. Thế nó sáng nổi bật thì anh thì là trông mặt thì nó bao giờ cũng sáng sủa. Thế thì phải đi mang rồi. Đấy, quay phim thì bao giờ nó cũng làm như thế cả, nhưng mà mình quay cái này thì không cần đâu nào. Con quay nó đi quay nó tìm hiểu cái đấy xong học học cái tổng đầu xong rồi đi cái đấy cũng có thể ghép ở ngoài, mình ghép lời ở ngoài. Anh bình thường á, nó học thuộc cái bài chiếu cả cái đoạn video nó để chiếu nó đi nó học thuộc trước, xong nó đọc nó giấu mặt đi. Thế thì có thể là nó ghép lời ở ngoài vào. Đấy rồi, ghép lời. Tức là ban đầu cái video nó là cái video câm. Xong rồi là nó bắt đầu nó đọc lời thoại ở ngoài, xong là nó ghép vào. Nó lồng ghép lộn xuôi cả rồi. Lắm là cái đoạn gần cuối này là đảo thì gần đầu thì quay này là kia nó hấp dẫn hơn. Đấy thì làm đấy thì nó rất là dễ. Chứ còn nếu mà anh có khả năng nói từ đầu đến cuối video mà nói mượt thì nó rất là khó. Giống như em làm cái video review sản phẩm chẳng hạn, không có một cái kịch bản gì cả. Thế nên là lắm lúc nó phải quay đi quay lại đến cả hàng vài chục lần. Bởi vì lắm lúc nó đang nói thì nó bị tắc ý, biết nói thêm cái gì nữa.
cái đấy kể cả mà mình có viết kịch bản, mình học thuộc trước thì cũng rất là khó. Mỗi cái đoạn mà nó tiếp xúc hay nó nói chuyện, nó tìm số nhà của nhà này đâu hỏi người dân thì anh thấy nó cũng bình thường thôi. Thì đằng kia nó cầm cái máy nó có quay rung. Anh thấy bình thường mà thôi. Chứ cả một cái video đó anh thấy gần một nửa là nó đọc về diện văn này. Làm đấy thì nó rất là đơn giản. Cái máy nó giống như này, cái máy thì dùng cái máy như kiểu của em là nó như nó nhỏ gọn thì nó thì những người xung quanh thì họ ít để ý, nó đỡ gây phản cảm chứ các bạn. Chứ cái cơ bản là cái tâm lý người ta là không thích mình chĩa máy quay vào mặt. Thế nên là em mua cái máy quay kia là chủ yếu là em nhét túi áo. Đi quay thì nó đỡ gây sự chú ý. À tất nhiên là cái mic đấy là mua ở ngoài. Cái mic đấy thì nó thêm cả cái chức năng chống rè, chống ồn nữa. Phải là những cái tiếng như tiếng gió nó đập vào người thì nó lọc được những cái tiếng đấy. Ai bật lực ông này nó lắm người. Sau khi một môn thi công phải chịu lạnh đấy là lên cơ luôn. Hồi xưa là em mùa đông em hay ngồi dưới lớp mưa suốt mà đầu lắm em còn thảo rồi. Chắc lần sau phải lấy thêm một cái gậy đi cho dễ. Đi lại nó trơn. Và làm thêm một cái giày chuyên dụng, chuyên đội bùn nữa. Trời sắc thế. Trai thì sợi. Đúng rồi, trai. Mà con này hơi nhỏ. Chân phải em. Nhỏ tí. Chắc mơ chuẩn bị về đi anh các bạn.
gần 40 phút video. Chỉ sợ là đang bay giữa chừng này hết dung lượng và có bị lỗi video. Em thì em chưa quay trực tiếp bằng con điện thoại này bao giờ. Chứ quay bằng con kia thì nó không bị gặp những vấn đề lỗi mấy, nhưng mà con này thì không biết trước được. Con quái gì nó chạy trên người mình. Không, em để ý suốt mà. Em để ý suốt mà. Chỗ đây có nhiều cái chỗ để quay video review sản phẩm mang ra đây được. Hoặc làm cái chủ đề ẩm thực, ăn uống ngoài trời. Hôm nào tổ chức mấy anh em xem nướng món gì, nướng gà chẳng hạn. Nướng gà ngoài em thấy mấy đứa cháu em nó hay đi nướng gà ở ngoài. Ui, sặc lắm. Bảo em kiếm thêm cái giày trên nội buồng chống nước. Đi dẫm thoải mái. Làm thêm cái gậy nữa. Cái giày nó phải là cái giày cao su ấy, giống như cái ủng ấy. Hoặc không thì có một cái loại quần mà nó cái quần mà cho những người chuyên lội bùn vớt rác ấy. Đấy, nó giống nó chất liệu bằng nhựa thì phải. Để đặt vào sau đi.
nghĩa địa ấy. Cái đoạn đấy quang cực kỳ quang lên, nó đẹp. Và đây là cái bờ đậu của bờ đê mà. Kéo đi mở ra lại có ngọc ấy. Anh Hoàng đây, đây con nữa này. Chân trái em ấy. Xem. Vào giờ chắc rồi chai tròn đấy nhỉ. Anh Hoàng dẫn rồi chai cạnh.
Thì vào đây xem đây có phải trai không. À thôi, không phải trai. Mà là cái sọ. Ừ. Kiểu cái sọ này chắc là sọ sọ bò. Anh Hoan đấy, xem quay ra đây làm cái background video nào. À, từ từ quay hết ra đây, xong cười. À, đứng xa xa trước để em quay thật. Nghiêng cái chậu ra chút, đấy.